Chào bác, hôm nay cửa hàng Nông Ngư Cư anh Thư lên clip giới thiệu cho mọi người một con máy bơm nước nhiệt bãi. Con máy này là con máy bơm Cosin, Cosin 4 thì. Máy cực đẹp xuất sắc cho các bác nhé. Con máy này thì máy gọi là máy nhiệt quên xài luôn. Máy đẹp đến 95% cho các bác luôn. Đấy. Con này thì nó sở hữu một cái động cơ của Cosin, động cơ 4 thì. Máy 35cc, nòng 39 ly. Máy rất là đẹp, đẹp hoàn hảo cho các bác luôn nhé. Đây các bác nhìn này, tất cả những chi tiết trong máy, lốc máy này, tất cả những lốc này cực kỳ đẹp cho các bác này. Thì hôm nay cửa hàng em lên clip giới thiệu cho các bác con máy này. Thì nói về cái phần bơm của nó thì nó sử dụng con này chắc chắn là sử dụng bơm Cosin rồi. Một cái hãng bơm rất là nổi tiếng Nhật Bản đấy. Bơm Cosin. Bơm cực kỳ đẹp này, các bác nhìn cái lớp sơn nó còn nguyên cái phần lớp sơn nó nhé. Quá đẹp luôn. Bơm Cosin Made in Japan này các bác này. Đó, Made in Japan nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Con này là sử dụng cái động cơ 4 thì. Công suất của nó là 35cc, Made in Japan. Nòng 39 ly nha các bác nhé. Đó, để em quay tổng quan về con này này. Rất là đẹp cho các bác nhé. Ok. Các bác nhìn cái phần sơn và siêu của nó này còn nguyên nhá, tem mác cửa hàng này. Rất là đẹp nhá. Nó còn cái tem của nó bị bà về, nó bị rơi, nó em xịt nước, xịt rửa nó bị bong đi mất. Rất là tiếc. Đây. Đẹp không tì vết luôn. Con này thì nói về thông số kỹ thuật của bơm thì nó đầu họng ra họng vào của nó là 25 này. Cột lưu nước 135 trên phút. Cột áp của nó là 35 m. Đấy. Trọng lượng của nó là 7,4 kg. Đấy, dòng bơm Cosin. Đấy, bác nào quan tâm sản phẩm có thể liên hệ qua số điện thoại 0976123370. Bác nào xem clip thì cho em xin like, đăng ký kênh và chuông thông báo nhé. Rồi ok, em sẽ test nổ chiếc máy con này cho bác nhé. Nó sử dụng cái động cơ 4 thì cực kỳ dễ dàng vận hành này. Xăng riêng, nhớt riêng, buồng nhớt của nó, à buồng nhớt đó đây nhé các bác nhé. Buồng xăng đây, sử dụng như cái máy cắt cỏ Honda. À chết quên. Công tắc của nó này, các bác nhìn công tắc nằm ở đây nhá, các bác kéo lên này, đó. Đổ đi bao êm cho bác luôn. Rất là êm. Máy cực kỳ đẹp luôn. Rồi, ok. Bác nào quan tâm sản phẩm có thể liên hệ qua số điện thoại 0976123370. Bác nào xem clip vui lòng xin like, đăng ký kênh một số thông báo. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Chào tất cả mọi người ạ.